Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Rất vui khi được quay trở lại cùng anh em trong video ngày hôm nay. Và trong video lần này, đồng hồ Minh Triệu sẽ cùng anh em trải nghiệm một chiếc Longines. Ở đây là một chiếc đã qua sử dụng, độ mới cao, còn đầy đủ bóc của Longines và thẻ bảo hành toàn cầu đi kèm. Trên tay mình sẽ là một thẻ Longines International Warranty. Và đây là cái thẻ trắng, thì khi anh em mua mình sẽ thêm date, thêm ngày vào cho anh em. Mình sẽ tạm gác cái thẻ này sang một bên để cùng anh em trải nghiệm nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Chiếc Longines mà ngày hôm nay mình chia sẻ với anh em là một chiếc khá đẹp. Và đây là một chiếc cũng rất là đặc biệt, sử dụng bộ thân vỏ toàn bộ bằng vàng khối, vàng đúc đặc 18K anh em ạ. Anh em thì thấy với vàng một kim loại quý thì nó khả năng ánh kim rất là mạnh. Anh em rửa tay hay tiếp xúc hóa chất cũng không lo bị bay màu như là mạ PVD, mà ngược lại nó sẽ càng sáng càng bóng bẩy như là một lần anh em đánh bóng trang sức ạ. Ở chiếc này thì chúng ta sẽ có toàn bộ kim cọc bên trong, được hãng thiết kế dạng kim mắt ngỗng và đây là dạng kim nung xanh. Đó, anh em thì thấy ạ. Lòng ngoài cùng thì chúng ta sẽ là những cọc sủa Arabic, đó, tăng phần cổ điển. Chiếc này là một trong những phiên bản rất là đẹp của Longines. Đây là bản kỷ niệm, bản 400 năm một lời tri ân. Anh em có thể check thông tin chiếc này ở trên Google, có một bài viết rất là chi tiết rồi. Trong video này thì mình sẽ nói qua một chút về cái thông tin cơ bản của em đó. Lòng ngoài cùng của chúng ta thì sẽ là một cái vòng tròn chia phút, phải cao to rim. Chúng ta sẽ có lòng trong cùng được Longines thiết kế dòng chữ Longines này. Và ở cái chi tiết này thì chúng ta sẽ có cái trục chính được Longines lược bỏ bớt im kim dây dài. Và thay vào đó thì hãng đã khéo léo thêm một sắc đồ nhỏ nằm tại góc 6 giờ. Đây chính là kim dây của đồng hồ. Và cái kim này cũng được thiết kế dạng kim nung xanh anh em nhé. Đó, để lên được màu xanh của kim nung này thì đòi hỏi các nghệ nhân chế tác của chúng ta phải nung vào nhiệt độ thích hợp. Đó, cụ thể là 570 độ F thì mới lên được màu xanh tuyệt vời của kim nung này. Đó, chúng ta sẽ nghiêng ở cái góc độ đặc biệt thì anh em sẽ thấy được màu xanh của kim nung này nó sẽ lên rất là rõ ràng. Và đặc biệt là cái mặt trắng của chúng ta ngày hôm nay không phải là mặt trắng thông thường. Đây là mặt trắng cát anh em nhé. Đó, nó sẽ có những cái vân sần rất là tuyệt vời. Mặt kính sử dụng chiếc này vẫn là mặt kính sapphire nguyên khối, giúp anh em tránh được vết xước. Toàn thân thì là vàng khối rồi, và đây là vàng hồng, vàng rose gold. Vàng rose gold này thì nó hiếm và giá thành nó cao hơn so với vàng yellow gold anh em nhé. Anh em trên tay nó rất là sang trọng. Ở phần thân chúng ta sẽ có cái càng thiết kế hơi cụp xuống như này để giúp anh em trên tay nó sẽ ôm trọn cái cổ tay của anh em. Với chiếc này chúng ta sẽ có cái đường kính kích thước là 38.5, độ dày rất là mỏng vì sử dụng bộ máy 2892 nền tảng. Cái thế mạnh của bộ máy đó chính là cái độ mỏng của đồng hồ, với cái độ mỏng chỉ khoảng độ 8-9mm mà thôi anh em ạ. Đó, và với kích thước này thì anh em cổ tay lý tưởng từ khoảng độ 16-16.5 trở lên, đeo rất là tuyệt. Mình sẽ trên tay thì anh em thấy được vẻ đẹp tuyệt vời của chiếc Longines này. Đó, anh em thấy là cái sự ánh xanh của kim nung và kim mắt ngỗng rất là tuyệt vời. Đó. Đi kèm sẽ là một cái núm điều chỉnh thời gian nằm tại vị trí phần thân. Và cái chi tiết này được thiết kế lọt vào bên trong, anh em thấy ạ. Mà nó vẫn hiển thị cái logo cánh chim của Longines ở bên trên núm. Mình sẽ soi lên cận cảnh để cho anh em nhìn thấy rõ ạ. Với thiết kế núm tạo hình cạnh phía răng cưa này thì sẽ giúp anh em dễ dàng lên co tay. Và chúng ta có thể kéo núm ra để điều chỉnh giờ rất là tiện lợi, dễ dàng. Đi kèm sẽ là sợi dây màu nâu cánh xám, và đây là bộ dây đã được anh khách của chúng ta nâng cấp lên rồi. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có bộ khóa xiên, và đây là bộ khóa của Longines với biểu tượng cánh chim. Và toàn bộ khóa của chúng ta cũng được mạ PVD. Với những cái phiên bản vàng khối thì khóa của chúng ta chỉ là khóa mạ PVD mà thôi anh em nhé. Mình sẽ cùng anh em trải nghiệm mặt sau. Mặt sau của chúng ta được Longines thiết kế lộ máy, và bộ máy sử dụng trên chiếc Longines này là bộ máy Calibre L609.3, và điều đó thể hiện rõ thông qua vỏ băng. Bộ máy này được bay trên nền tảng của máy ATA 2895-2 anh em ạ. Máy 2895 này được nâng lên từ máy 2892. Và với sự nâng cấp này thì anh em sẽ thấy là chúng ta sẽ có thêm một kim dây rốn nằm tại vị trí góc 6 giờ. Với chi tiết này thì chúng ta sẽ có cái số lượng chân kính được tăng lên từ 21 chân kính lên thành 27 chân kính. Tần số rộng và thời gian chịu cót của chúng ta vẫn giữ nguyên là 28.800 ppH. Và chúng ta sẽ có 42 giờ cót. Bộ máy rất là tuyệt với quạt văng màu vàng. Chúng ta sẽ có một số thông tin được triển khắc ở bên trên bề mặt là dòng chữ L4785.8. Đây là đầu mã sản phẩm. Chúng ta sẽ có độ trung nước trên này là 3 ATM, tương đương với 30m, thì anh em có thể đi mưa rửa tay mà không lo vào nước. Chúng ta sẽ có dòng chữ Longines và biểu tượng cánh chim. Ở đây chúng ta sẽ có chuyện đầu chó Beckna và chuyện cân tiểu ly. Chúng ta sẽ có chuyện AU750 nữa. Và với sự xuất hiện của những cái chuyện này thì chúng ta có thể kết luận đây là một chiếc đồng hồ sử dụng bộ thân vỏ toàn bộ bằng vàng khối 18K anh em nhé. Ở đây chúng ta sẽ có một cái số serie number này. Chúng ta sẽ có Squidmate này. Sản phẩm sản xuất tại Thụy Sĩ. Chúng ta sẽ có Waterriston 3 ATM rồi. Và có thể nói là cái hàm lượng vàng trên chiếc Longines này nó khá là nặng. Điều đó thể hiện rõ thông qua cái trọng lượng khi mình cầm trên tay nó rất là đầm tay anh em ạ. Bên trong bộ máy của chúng ta thì với một bộ máy quen thuộc của Longines được hoàn thiện bằng những cái vân thớ rất là đẹp.
mình sẽ soi lên để cho anh em nhìn thấy rõ hơn. Đặc biệt là bên trong máy thì anh em sẽ nhìn được cái mã. Chúng ta sẽ có chuyện ấy, chuyện ATA này, chuyện 2895-2. Chúng ta sẽ có chuyện V8ZV07. Những chi tiết được hoàn thiện rất là kỹ. Vị trí được mệnh danh là trái tim của đồng hồ, chúng ta sẽ có vị trí bánh xe cân bằng, được thiết kế một viên đá ruby này, một cần gạt nhanh chậm mà chúng ta sẽ có hệ thống vành tóc bên dưới. Ở phần viền máy bên này chúng ta sẽ có chuyện 27 27, chúng ta sẽ có squid này. Đó, bộ máy sử dụng lên từ 27 chân kính anh em nhé. Máy được hoàn thiện những cái vân thớ rất là đẹp. Và với chiếc Longines bản kỷ niệm 405 một lời tri ân của Longines, một chiếc Presen Herita đang được bán với mức giá retail rất là cao, mức giá loanh quanh khoảng 100 triệu. Và trong video ngày hôm nay, đồng hồ Minh Triệu chia sẻ lại cho anh em với mức giá cực kỳ tốt, mức giá chỉ 49.500.000 mà thôi, áp dụng cho anh em ấn đăng ký kênh cũng như theo dõi video này mới được hưởng mức giá này anh em nhé. Các sản phẩm đồng hồ Minh Triệu bán ra cam kết với anh em hàng chính hãng 100%. Khi anh em mua hàng thì bên mình sẽ cung cấp cho anh em một phiếu cam kết bán hàng chính hãng tại đồng hồ Minh Triệu đi kèm. Vì hiện nay thị trường hàng giả, hàng nhái làm tràn lan, làm anh em hoang mang, lo lắng, không biết mua ở đâu, tin tưởng, uy tín thì anh em hãy đến với đồng hồ Minh Triệu. Anh em sẽ thấy được sự an tâm, hài lòng khi sử dụng đồng hồ. Các sản phẩm bên mình bán ra cam kết chính hãng 100%, sẵn sàng đi thẩm định của anh em tại bất kỳ trung tâm, cơ sở uy tín về đồng hồ tại Hà Nội nếu anh em có nhu cầu. Đây, mình sẽ cấp thêm cho anh em một thẻ bảo hành 2 năm để anh em yên tâm sử dụng. Và nếu anh em Hà Nội có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để lên tay từ sản phẩm. Nếu anh em ở xa, bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát. Tuy nhiên, với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10%, bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu